Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần 21 đến 25 tháng 9. Nhiều cá mập lên tiếng. Thị trường tương đối tĩnh lặng khi mở phiên giao dịch thứ hai, bởi thời điểm hai ngày cuối tuần đã không có những biến đáng chú ý xảy ra. Tuy vậy, những sự kiện và dữ liệu trong tuần này hứa hẹn sẽ khiến thị trường sôi động. Đó là gì thì mời mọi người cùng xem cập nhật qua video này nhé. Về mặt chính sách tiền tệ, đối với Fed, ông Powell sẽ xuất hiện ngay trong tối nay với một bài phát biểu. Tuy nhiên, do Fed mới họp vào tuần trước nên dự kiến khó có những thay đổi lớn xuất hiện trong tuần này. Điểm đáng chú ý có thể sẽ diễn ra vào thứ ba và thứ năm với phiên điều trần của Chủ tịch Powell và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trước Nghị viện. Thống đốc Ngân hàng Anh BOE cũng sẽ xuất hiện vào chiều thứ ba. Thị trường sẽ chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng áp dụng chính sách lãi suất âm cho GBP Pound trong thời gian tới. Về phía RBNZ, Ngân hàng Dự trữ New Zealand, họ sẽ có cuộc họp chính sách vào sáng thứ Tư, dự kiến sẽ không có điều chỉnh về lãi suất. Tuy nhiên, thị trường cũng sẽ chú ý đến những thông tin về khả năng sử dụng chính sách lãi suất âm vào năm tới, trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính nước này vừa có những nhận định lạc quan về đà phục hồi kinh tế của New Zealand, làm giảm bớt khả năng áp dụng chính sách tiền tệ đặc biệt này vào tuần trước. Về mặt dữ liệu, các dữ liệu PMI, chỉ số quản lý thu mua của các nước EU sẽ được chú ý trong tuần này. Nếu chúng tiếp tục cao hơn kỳ vọng như đa số các dữ liệu được thấy gần đây, thì đồng euro có thể tiếp tục giữ được sức mạnh so với các đối thủ, đặc biệt là đồng USD. Đối với Mỹ, hai dữ liệu quan trọng nhất được quan tâm sẽ là PMI và đơn hàng lâu bền. Nó sẽ cho thị trường có nhìn rõ hơn về đà phục hồi kinh tế của nước này khi mà dữ liệu bán lẻ tuần trước đã thấp hơn một cách đáng lo ngại so với kỳ vọng. Sau đây là các điểm cần chú ý trên các đồng tiền chính. Đối với đồng USD, sau các động thái bán non hay còn gọi là short squeeze khiến đồng USD bật tăng sau cuộc họp FOMC ở tuần trước, đồng USD có vẻ đang dần quay lại đà giảm của nó. Nhu cầu về tài sản rủi ro cũng tiếp tục được cải thiện. Những nhân tố dẫn dắt USD trong tuần này đã được liệt kê ở trên, trong đó cần chú ý đặc biệt đến buổi điều trần của Powell và Mnuchin. Dự báo chỉ số đồng USD trong tuần là 92.9750, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến đổi trong tuần là 92-93.6, mục tiêu một tháng là 92. Đối với đồng euro, như đã liệt kê phía trên, trọng tâm chính trong tuần tới đối với đồng euro sẽ là cập nhật về các chỉ số PMI và LFO của Đức. Dữ liệu tháng 8 đã cho thấy đà tăng giảm bớt sau sự phục hồi mạnh mẽ vào đầu mùa hè và dữ liệu tháng 9 cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về việc liệu niềm tin có tiếp tục bị đi xuống hay không, đặc biệt là trong mảng dịch vụ. Và nếu đồng euro có thể trụ vững sau những dữ liệu này, thì thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tuần, ngày 24 đến 25 tháng 9. Các chủ đề trong chương trình nghị sự bao gồm phản ứng của EU đối với căng thẳng phía đông Địa Trung Hải có liên quan đến Nga, cũng có những gợi ý rằng chi tiết mới về những hỗ trợ cho thị trường vốn của khối sẽ được công bố và điều này có khả năng hỗ trợ cho đồng euro. Dự báo tỷ giá euro USD trong tuần là 1.1835, dự báo xu hướng trong tuần là tăng nhẹ. Dự báo biến đổi trong tuần là 1.1760 đến 1.1950, mục tiêu một tháng là 1.2. Đối với đồng JPY, tỷ giá USD/JPY thường không ở dưới mức 1.05 trong 5 năm qua, nhưng áp lực giảm đang gia tăng trong những tháng tới nhờ những yếu tố như 1. Lợi suất thực âm của Mỹ, 2. SoftBank đã hồi hương dòng vốn đáng kể từ thương vụ ARM, 3. UJ được coi là phương tiện chính để phòng ngừa rủi ro trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới, và 4. Việc tân thủ tướng Nhật tiếp tục chính sách Abenomics và BOJ nâng cấp dự báo tăng trưởng trong nước cũng là một điều tích cực cho đồng JPY. Dự báo tỷ giá USD/JPY trong tuần là 104.38, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến đổi trong tuần là 104-105.10, mục tiêu một tháng là 104. Đối với đồng GBP Pound, hành động giá GBP Pound sẽ tiếp tục bị chi phối bởi luồng tin xung quanh đàm phán thương mại Anh-EU, với vòng đàm phán tiếp theo được lên lịch vào tuần tới. Bất chấp những sao diễu mới xuất hiện trong tuần trước, Thủ tướng Johnson đồng ý trao quyền phủ quyết cho Nghị viện Anh đối với một số biện pháp trong dự luật thị trường nội địa, trong khi Chủ tịch EC von der Leyen cho biết bà tin chắc một thỏa thuận có thể thực hiện được.
ING vẫn tiếp tục thấy rủi ro giảm trên GBP Pound vì khả năng Brexit cứng đang tương đối cao, khoảng 50%. Những yếu tố dẫn dắt khác của GBP Pound đã được nói ở trên, bao gồm dữ liệu PMI và những thông tin của BOE xung quanh lãi suất âm. Dự báo tỷ giá GBP Pound USD trong tuần là 1.2980, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến đổi trong tuần là 1.2730 đến 1.3170, mục tiêu một tháng là 1.25. Đối với đồng NZD, kể từ cuộc họp chính sách tháng 8, khi QE được mở rộng, những nhà hoạch định chính sách của RMBZ đã nhắc lại sự sẵn sàng của họ trong việc bổ sung các biện pháp kích thích nếu cần thiết. ING không mong đợi bất kỳ biện pháp cắt giảm hoặc chính sách mới nào tại cuộc họp này. RMBZ có thể dành thời gian để đánh giá đầy đủ tác động của việc chuyển sang chính sách lãi suất âm và chờ thêm dữ liệu để đánh giá tác động của các biện pháp phong tỏa mới ở Auckland vào tháng 8. Dự báo tỷ giá NZD/USD trong tuần là 0.6760, dự báo xu hướng trong tuần là trung lập, dự báo biến đổi trong tuần là 0.67 đến 0.6810, mục tiêu một tháng là 0.67. Đối với đồng CAD, doanh số bán lẻ cuối tuần trước không đáp ứng kỳ vọng đã khiến CAD đuối sức. Tuy nhiên, sự phục hồi của giá dầu trong những ngày qua và OPEC cộng thực hiện các bước tiếp theo trong việc tuân thủ cắt giảm sản lượng có thể khiến đà tăng trên USD/CAD chỉ tồn tại trong ngắn hạn. Ngoài ra, theo dữ liệu về vị thế của CFTC gần đây, CAD tiếp tục là đồng tiền quá bán nhiều nhất trong nhóm G10. Điều này gợi ý rằng khả năng CAD tiếp tục bị tổn thương sẽ thấp hơn một chút so với các đồng tiền hiệu suất cao khác. Dự báo tỷ giá USD/CAD trong tuần là 1.3190, dự báo xu hướng trong tuần là giảm nhẹ, dự báo biến đổi trong tuần là 1.31 đến 1.3220, mục tiêu một tháng là 1.31. Trên đây là các điểm chính mà mọi người cần chú ý cho tuần mới. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại một nút like và share để ủng hộ mình cũng như đội ngũ trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của trader Việt nha. Rồi, mình chúc mọi người sẽ có một tuần giao dịch thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại mọi người trong những điểm nóng first tuần tiếp theo. See you soon!